tìm được buổi tố chất rồi, còn cách gọt đúng cách thì chưa biết, mong bác chia sẻ giúp. Vâng, bác Đỗ Quang Tuấn, nói chung là để mà gọt giũa con bổi thì nó có rất nhiều cách và có rất nhiều phương pháp. Cái quan trọng là mình khi mình trong quá trình mình gọt ấy, thì mình phải từng tìm hiểu con chim qua từng ngày. Thứ hai là phải theo dõi nó qua hàng ngày thì các bác mới có một con bổi ưng ý và thuần hóa nó qua năm tháng, qua từng ngày. Đó là một cách. Và cái cách tốt nhất để mà thuần con bọc già, con bổi già thì các bác nên nuôi ở những cái lồng rộng, tức là lồng lực 60 hoặc 80. Đây là một cách thuần bổi lúa tốt nhất. Và với cái phương pháp một số anh em thả trong ao vi ấy, thì cũng được, nhưng mà thời gian để mà gọt giũa đó thì nó lâu hơn. Thứ hai là để mà con chim nó lên chơi thì cũng lâu hơn so với là mình nuôi tách riêng biệt nó ra anh em nhé. Chào anh, chào màu mắt to lồi có ưu điểm gì anh? Vâng, có những con chào màu mà mắt to mắt lồi ấy thì nó có ưu và nhược điểm. Ưu điểm của những con mắt to mắt lồi đó là gì? Đó là chơi hay, đánh đẹp đấy, chơi hay đánh đẹp. Và thông thường là những con chim mà chơi được, nó không phản hàn những con chim dở. Nhưng có nhược điểm đó là gì? Nhược điểm đó là chơi nhanh, đánh tốt nhưng chơi nhanh, lực không bền và cái độ hiệu quả chưa cao bác nhá. Đó là nhược điểm của nó. Và tiếp theo là những con có nhược điểm là thuần hóa nó hơi lâu, tức là những con mắt to mắt lồi á là rất là khó thuần trong các bác mà chăm sóc một con chim mọc các bác nhá. Bác Vũ Đức Thắng, anh chồng hỏi chim sang tay đổi chủ sụt lửa phân nát có cách khắc phục ạ? Vâng, những con chim này thì hầu như là rất nhiều anh em bị. Em thấy hầu như là rất rất nhiều anh em bị vào cái trường hợp này. Tức là khi mình mua con chim về thì nó sẽ bị tình trạng đau bụng rất nhiều anh em. Thế thì cái điều đầu tiên thì nguyên nhân vì sao? Thứ nhất là con chim nó thay đổi qua trên môi trường. Thứ hai là về nguồn nước khi mà anh em chăm sóc. Đấy, có nhiều anh em là con chim nó khó chịu, tức là cái nguồn nước. Và cái thứ ba đó là anh em đổi cám thì con chim nó sẽ bị sốc, thì nó dễ bị đau bụng hơn. Điều này thì rất là nguy hiểm, đó là bị tụt lửa. Thế cho nên là anh em chịu khó, anh em phải chữa trị bệnh đau bụng bằng phương pháp chữa đau bụng anh em nhé. Thứ hai là hạn chế bớt mùi tươi khi mà anh em mới đưa chim về, khi mà anh em đang còn trong quá trình mà chăm sóc để mà quen tay non chim thì anh em nên hạn chế mùi tươi, đó là điều tốt nhất. Thứ hai là anh em nên cho ăn những trái cây thiên về tinh bột, đó là cà rốt và chuối thiên về tốt hơn bác nhé. Và cái tiếp theo đó là anh em nên chữa đau bụng cho nó, đó là điều tốt nhất. Mà không, cái vấn đề thế này bác Hoàng Nguyễn này, cái vấn đề mà con chim mà bị ngoái ấy thì em khẳng định với các bác là bệnh ngoái không bao giờ hết được. Đó là điều khẳng định đầu tiên, đó là bệnh ngoái không bao giờ hết được. Đấy, có một số anh em là bằng cách này, bằng cách kia để mà trị một con chim ngoái. Thì mục đích của mình nó là gì? Mục đích đó là ra dàn thi đấu để không ngoái. Đúng không ạ? Thế nhưng mà một câu khẳng định rằng hết là không hết. Chỉ có các bác thay đổi chế độ và bằng cái cách nào đó để hạn chế ngoái ở nhà, rồi để cho nó ra dàn đỡ ngoái thì nó sẽ bớt hơn và nó đỡ hơn thôi. Chứ còn để mà chữa trị dứt điểm của bệnh ngoái thì không bao giờ được. Bởi đây là bệnh truyền nhiễm của loài chim chào mào. Đây em nói thẳng như thế. Cho nên các bác nên biết rằng có rất nhiều tình trạng những con chim ngoái. Có thì có nhiều con ngoái ở nhà nhưng mà ra dàn là không ngoái. Đây là rất bình thường. Và rất nhiều những chú chim mà đã đi ăn giải đá xe cũng có rất nhiều. Ở nhà thì ngoái mà ra dàn không ngoái thì đây là vấn đề bình thường. Nhưng cũng có rất nhiều chú chim tức là ngoái vừa ở nhà và ra dàn cũng ngoái. Rất là điều cũng thường xuyên xảy ra đối với dòng chim chào mào các bác nhá. Thế nhưng mà cái vấn đề này, cho dù ngoái đi gì nữa nhưng mà ra dàn ngoái là không ngoái là được bác ạ. Chứ còn để mà chữa trị nó dứt điểm thì không chữa trị được. Chẳng qua các bác thay đổi thế cầu, thay đổi lồng thì nó sẽ đỡ hơn. Đặc biệt là các bác nhốt trong cây lồng lực thì nó rộng rãi và nó có chỗ bay nhảy. Khi nó ức lửa sục sạo tìm chim đấu thì nó sẽ hạn chế hơn, nó bớt hơn. Đấy, chứ còn để mà chữa dứt điểm thì không thể chữa điểm được bác nhá. Thầy Trâm hỏi là chim ở trên rừng thì cầu rất tốt, sao bẫy về thì nhìn chim đứng thấp vậy ạ? Thế nuôi có tốt cầu không thầy? Không, cái vấn đề này bác hỏi câu này thì tất cả anh em nhân đều thường gặp. Tất cả anh em nhân đều gặp. Đặc biệt là một số anh em mua chim qua các clip của các lục thủ mà hay đăng trên các YouTube, rồi trên các clip của Facebook. Thì đây là một điều mà anh em hay bị nhầm lẫn mà nhá. Và em đã nói với tất cả các anh em trên các live stream, đó là không phải là cái con chim bổi nào ngoài rừng chơi hay mà vào lồng chơi tốt.
cũng không phải là cái con chim nào ở ngoài rừng là đấu siêng cầu mà vào lòng chơi tốt cầu. Không phải. Quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của con chim và nết đánh của con chim. Tất nhiên thì cái nết cầu của con chim ở ngoài rừng ấy, khi vào lòng thì nó vẫn có ít nhiều, nhưng mà thời gian nó đánh không được lâu. Đối với những con chim đấy, thời gian đánh không được lâu, quan trọng con chim có giữ được cái nước từ vào rừng hay không, điều đó mới là điều quan trọng. Các bác để ý, có những con chim mà anh em đội thủ đánh về chả đánh chả đá gì cả, nhưng vào nhảy vào bục phát, nhưng vào lồng chơi rất hay, cầu rất tốt đấy. Tại vì những con chim đó thì anh em rất là lại ít mua và không để ý tới, đúng không ạ? Bởi vì con chim nó không có clip và nó không có nước đấu gì cả, kể cả một người lục thủ cũng không biết được nước đấu của chúng nó là sao đấy. Cho nên là cái vấn đề này nó rất là bình thường khi mà một số anh em mua những con chim mộc qua clip, qua hình ảnh và qua những cái đoạn mà các đối thủ quay. Cho nên là tất nhiên thì khi mà về giá cả của một con mộc thì anh em đối thủ người ta sẽ căn cứ vào cái nước đánh của người rừng, thì người ta sẽ căn cứ để người ta hô giá anh em đấy. Cho nên là những vấn đề mà có rất nhiều những con chim ở con chim mộc ngoài rừng cho rất hay, anh em mua phải giá cao nhưng mà vào lồng chơi không tốt, đâm ra cái chuyện mà mua chim giá cao mà về chơi không được, đó là chuyện rất bình thường, chuyện rất bình thường của cái công cuộc tìm kiếm những con chiến binh, công cuộc gọt giũa con bổi. Nhưng mà có rất nhiều anh em mua những con chim gọi là ngoài rừng chả đâu đá gì, và bản thân cái người lục thủ người ta cũng không biết là nước đó là sao, người ta bán giá rẻ, đôi khi chỉ là triệu mấy, 2 triệu thôi, nhưng mà về chơi lại hay đấy. Có những anh em là mua qua clip mà qua nước đánh của con chim ngoài rừng, nó mua cả 4-5 củ, điều này có đấy. Rất nhiều anh em mua những con chim là qua các clip của các đối thủ đăng trên YouTube rồi trên Facebook, các clip rừng ấy, mua cả 4-5 củ có đấy, không phải không đâu, nhưng về chơi không được, điều này rất bình thường. Cho nên là cái vấn đề mà có nên nuôi không thì em nói với tất cả anh em, đó là 4 tiêu chí của một chim mộc, đó là chân, cánh, đầu, mao. Đó là những cái chi tiết mà những con chim mộc thông thường, đó là những con chim tố chất để các bác gọt giũa. Những con chim đó các bác không đi thi được vẫn là những con chim đánh dàn tốt các bác, và nó không thể là những con chim dở được đấy các bác nhá. Chứ còn các bác tuyển những con chim mà qua những cái clip thì rất là khó. Chim ho xong xù lông mất bộ có cứu được không? Dạ, quan trọng là thể lực con chim, thứ hai là về cái cách hướng dẫn của con chim bác Hồng Sơn ạ. Đấy, và cái thứ ba đó là cái các bác phải theo dõi nó hàng ngày, đặc biệt là bác nên cho nó uống cái xê sủi của bà bầu mà hay dùng ấy. Cái loại đấy là chỉ có 37-35 nghìn một hộp thôi, bác bổ từ ra sủi đấy, sau đó bác cho nó uống một viên vitamin B1 bác nhá. Rồi bắt đầu qua ngày hôm sau bác bắt đầu nên cho uống thuốc ho, và cái quan trọng rằng bác nên cho uống thuốc ho mà nó là thảo dược thì tốt hơn, còn nếu bác tin tưởng thì bác nên dùng thuốc ho bên em, nó là thảo dược và con chim nó không bị tổn lửa bác nhá. Nhưng mà trước khi thuốc ho thì bác nên dùng cái sản phẩm xê sủi đấy để cho nó phục hồi con chim nhanh. Chim bộ sẻ chơi được không anh? Dạ được bác Nguyễn Văn Thái, chơi bình thường, quan trọng là bộ cốt con chim tốt. Đấy, anh em nuôi con chơi con chim thì đừng quan trọng là vấn đề to hay nhỏ. Cá nhân em không đánh giá cao về vấn đề to hay nhỏ. Các bác thấy như kể cả vào giải ăn ô tô, xe máy, chim vẫn là mức độ bình thường, không to, bộ trung bình thường bác ạ, không to đâu. Cho nên là vấn đề mà to nhỏ không quan trọng, quan trọng phải là bộ cốt của con chim nhá. Chứ còn vấn đề mà hình thể to nhỏ không quan trọng, quan trọng là lá gan của nó, độ li của nó, độ bền của nó cơ. Chứ còn hình thái to nhỏ không quan trọng. Dạ, chim mắt lỡ thì thường một mùa là chơi được, tầm một mùa là chơi được, nó rất là nhanh chơi. Chung Galliano là chim thi cứ vào top là đi ăn mà lâu có khắc phục. Với những con chim này thì đôi khi nó là cái nết của con chim, và cũng có thể là bác nuôi nó chưa đạt lực. Nếu như con chim nó chưa đạt lực thì thông thường nó hay rũ mình. Thứ hai nữa là nó sẽ chậm dần và bỏ đi ăn, đó là biểu hiện của con chim yếu lực. Còn những con chim mà cái nết, các bác để ý là có những con chim ấy, tức là đánh tất cả các vòng loại, hoặc là đánh cả 10 vòng không ăn. Đấy, đánh rất xuyên suốt. Thế nhưng mà tới khi ăn á, là ăn rất lâu. Đấy, đâm ra là cái thời gian nhạy cảm để gần vào tốt hoặc vào tốt là thời gian ăn rất lâu. Cho nên là hay bị hạ oan ở những cái nhịp này. Đấy, cho nên là quan trọng cái hai cái vấn đề này nó rất là nhạy cảm, và anh em nên lưu ý bác Trung nhá. Đấy, chứ còn không phải là khắc phục gì đâu. Nó có sẽ có hai cách. Nếu như nết thì mình thua. Còn nếu như mà nó còn yếu lửa thì bác nên chăm sóc và nên cho con chim nghỉ ngơi nhiều hơn, và tăng độ bền độ lửa nhiều hơn cho con chim đó bác Trung ạ. Không, cái này là cái bộ cốt của con chim bác Nguyễn Thế Tài ạ. Chứ còn không có con chim nào mà cái cách anh chăm nào mà chăm lực mà để nó bền lực hơn đâu. Không có phải là anh em, đôi khi anh em có nhiều anh em bảo là thả lực để nó lên lực, không có đâu. Tất nhiên thì thả lực nó sẽ hỗ trợ thôi, nhưng mà nó ít nhiều. Chứ còn không có con chim nào mà các bác thả lực mà nó lên lực, không có đâu các bác nhá. Quan trọng nhất vẫn là bộ cốt của con chim.
Cảm ơn bác Công Cao ạ. Những con chim bộ to lông dày á, thì các bác phải chờ nắng, thời tiết nắng ráo lên cơ thì nó mới nạp lửa được. Chứ còn những con chim mà lông dày thì trong quá trình mà trời thời tiết mưa hoặc là ngoài Bắc nồm ẩm thì rất là khó vào lửa. Bác nhá, bác Lã Trường ạ.